Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Vậy thôi. Bản tin cho các quý vị biết là tình hình ở miền Nam đã sắp sửa có biến trong những ngày kế tiếp, thì chúng ta sẽ theo dõi sát coi Ukraine sẽ có những hành động gì cụ thể và Ukraine có thể đem lại thắng lợi cho đất nước của họ hay không. Ngoài ra thì cái khu vực Kharkivka là cái khu vực gần đây rất là nổi tiếng mà ngày nào báo chí nó cũng nói hết. Cái khu vực mà Nga đang tấn công nhiều lần mà Nga vẫn chưa đạt được, khi lúc đó tuy rằng Nguyên phải thừa nhận cái khu vực này Nga chiếm ưu thế và Ukraine đang gặp những sự khó, nhưng mà Ukraine vẫn chưa thất thủ. Sau nhiều tuần vừa qua Nga đã tấn công, sự tổn thất của Nga ở khu vực này nó lớn vô cùng tận, đến mức độ người ta phải đánh giá trên 5 chiếc xe tăng và xe bọc thép, nhưng Nga vẫn không ngừng. Và người ta đang chờ đợi Nga sẽ tấn công đợt 3. Theo cái đánh giá những nhà chuyên gia quân sự ở tại Ukraine, người ta sẽ tấn công và đợt thứ 3 này có thể rất là lớn, và cũng có thể là Nga sẽ bẻ gãy cái phòng thủ của Ukraine ở tại khu vực. Thì cái đó chúng ta không rõ, chỉ đây là những cái sự báo cáo tình báo, nó đã báo động chúng ta biết về cái tình hình ở khu vực. Đây là bản tin liên quan đến vấn đề tình hình quân sự. Những cái tỉnh khác thì trong Nguyên mạng phép không cập nhật vì Nguyên không thấy nó có sự thay đổi quá lớn. Nguyên thấy nó cũng nằm ở chỗ đó, nên là xin mạng phép Nguyên không có chia sẻ với các vị làm gì. Và bây giờ chúng ta cập nhật một bản tin khá là quan trọng. Đó là sau khi cái sự do dự ở tại Ukraine, có bầu cử hay không bầu cử hay không bầu cử, nó khổ lắm, cái bầu không khó đâu các vị. Và cách ngày hôm qua thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đó là ông Kuleba của Ukraine, đã tiết lộ chúng ta biết rằng là Tổng thống Zelensky đang do dự. Ông đang do dự. Và bây giờ đã hết do dự. Ngày hôm nay, cách đây cũng không lâu, Tổng thống Zelensky đã chính thức công bố cho người dân Ukraine biết về tình hình bầu cử của năm 2024. Có bầu cử hay không? Khi lúc đó cái khảo sát đầu tiên và bỏ phiếu sơ bộ để biết là người dân có đồng ý bầu cử hay không thì là 64% họ đã phản đối. Họ cho rằng là đây không phải là giai đoạn bầu cử vì nó có nhiều nguyên nhân lý do, nên là 64% đã phản đối vấn đề bầu cử trong giai đoạn này. Cuối cùng thì Tổng thống Zelensky đã quyết định không bầu cử. Năm 2024, Ukraine chính thức sẽ không bầu cử. Và có một lời phát biểu cũng khá là hay mà cho Nguyên trích đoạn lại. Nguyên trích đoạn lại việc ổng phát biểu khá dài. Nguyên chỉ có trích cái câu mà những cái câu hay ổng nói thôi nha. Ổng nói như thế này: đây không phải là giai đoạn bầu cử, mà là giai đoạn chúng ta phải cần bảo vệ hạ tầng vì là mùa đông sắp đến. Chúng ta cần phải đánh lùi kẻ địch rời khỏi đất nước. Bầu cử trong giai đoạn này chẳng có lợi cho ai, chỉ lợi cho Nga là kẻ địch. Vì họ sẽ đang lợi dụng cái thời cơ bầu cử để mà chia rẽ nội bộ của chúng ta, giật dây chính trị chúng ta. Giai đoạn này chúng ta phải cần thống nhất và đoàn kết, cố gắng vượt qua đánh lật kẻ ngoại xâm. Sau khi tình hình ổn định, chúng ta đã chiếm được ưu thế trên chiến trường và chúng ta có thể đem lại hòa bình, thì giây phút đó chúng ta bỏ phiếu cũng không có muộn. Đây là lời phát biểu của Tổng thống Zelensky ngày hôm nay với cái tình hình cuộc chiến và tình hình bầu cử tại đất nước Ukraine. Để cho các vị biết là Ukraine không có bầu cử năm nay, nên là sẽ không có thay đổi Tổng thống. Cá nhân của Nguyên là điều tốt. Vì Nguyên theo dõi chiến sự Ukraine, các vị cũng biết là rất là sát. Và đi theo những ngày đầu cuộc chiến đến bây giờ. Và cũng tìm hiểu cái tình hình, những cái khuôn mặt sáng giá của đất nước Ukraine. Nó thực tế không có. Mấy anh cha Ukraine mặt nó tới mà. Nó thật tế luôn. Bây giờ tìm một người nào đó để mà thay thế cái vị thế của Zelensky nó khó lắm. Thực tế là cái đất nước, trước khi đất nước Ukraine mà chúng ta biết ngày hôm nay, nó giống như Việt Nam vậy đó. Toàn là mấy ông là chà đầu nhôm không? Các vị biết mấy ông chà đầu nhôm mà phải không? Là mấy ông chôm đầu nhà không đó. Mấy ông mà đi theo mà cái ca dao tục ngữ của Việt Nam đó. Con ơi hãy nhớ lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm đó. Toàn là mấy ông đó không à. Thực tế bây giờ tìm một cái ông nào mà khuôn mặt nó đàng hoàng đạo đức một chút xíu, nó khó lắm.
Và nếu cái người tổng thống kế tiếp mà cái nhân phẩm của họ và cái cách lãnh đạo của họ mà nó không xong thì đất nước Ukraine làm sao chống đổi được, nghe được. Nên thôi để cho Zelensky ở thêm một năm nữa đi. Nguyên nghĩ là chiến tranh này cao lắm là một năm nữa sẽ kết thúc. Mình nghĩ thế. Để cho Zelensky ở thêm chút xíu nữa đi. Cho ông Zelensky ở thêm chút nữa đi. Gấp gút gì phải bầu cử. Đúng không? Nước đang chiến tranh. Chứ mà thấy bây giờ tìm một cái khuôn mặt nào sáng giá ở tại Ukraine thì nó khó lắm. Vì các quý vị phải biết là chúng ta nghe Ukraine, chúng ta ca ngợi Ukraine thì nó dữ lắm. Nhưng thực tế Ukraine giống như Việt Nam vậy đó, về vấn đề tham nhũng. Tới bây giờ vẫn còn tham nhũng. Hàng loạt quan chức bị bắt trong thời gian gần đây, nhiều tỉnh thành. Tại nguyên làm biến đưa thôi. Chứ thực tế mà vấn đề mà tham nhũng bị truy nã bắt hàng loạt. Bắt hàng loạt mấy ngày hôm nay. Nên là bây giờ tìm một cái khuôn mặt nào mà thấy ok, khuôn mặt đẹp đẹp đó, thí dụ giống như bắt trọng nhà ta vậy đó, liêm chính liêm khuyết là khó lắm, khó lắm. Mà thôi để Zelensky ngồi ở tiếp tục, à, ngồi tiếp tục các bạn. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề bầu cử ở tại Ukraine, không có để cho Nguyên chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ vài bản tin vui của Ukraine dành cho mấy fan đặc biệt. Chương trình nào cũng vậy, chúng ta chương trình thời sự chiến tranh thì chúng ta cũng có những cái fan hâm mộ. Người thì ủng hộ Ukraine, người thì ủng hộ Palestine, người thì ủng hộ Do Thái. Ai cũng có cái quan điểm riêng, người thì ủng hộ Nga hết. Bản tin vui dành cho đặc biệt cho mấy bác ủng hộ Ukraine hết mình, hết tình, chơi hết ga, sáng xả láng về sớm luôn. Cô Nguyên còn nhớ hoài có cái anh đó. Nguyên, em biết làm sao anh muốn đi lính ở tại Ukraine quá. Mình ủng hộ tới mức độ đó luôn đó. Xả thân vì nghĩa luôn, nể luôn. Và các quý vị đã ủng hộ Ukraine cùng Nguyên một cái giai đoạn rất là dài, gần 2 năm. Và cái nỗ lực của chúng ta, tuy rằng chúng ta không có làm gì nhiều, thực tế chúng ta không có giúp đỡ Ukraine nhiều, nhưng chúng ta giúp đỡ bằng truyền thông. Chúng ta đã đưa những cái bản tin xác thực về tình hình cuộc chiến. Chúng ta đã lên án những tội ác chiến tranh mà do Nga làm. Và cái hành động đó chúng ta đã là cái hành động ủng hộ rồi. Hành động ủng hộ rồi đó. Và cái công sức chúng ta bỏ ra nó không bao giờ là cái công sức lãng phí cả. Thì cô chú anh chị em cũng biết á, là Ukraine ngày hôm nay cái chuyện gì tin vui cho Ukraine. Thứ nhất là sau cái chuyến đi của bà Ursula von der Leyen, bà ta đã thúc đẩy cái sự việc mở lại đàm phán để cho Ukraine sáp nhập vào Liên minh châu Âu. Đó, mở lại đàm phán cho sáp nhập vào Liên minh châu Âu. Thì cái sự đề nghị của bà Ursula von der Leyen đã được sự ca ngợi của nhiều quốc gia, gần 27 quốc gia. Chỉ chờ cái xíu quyết định cuối cùng là ở tại Mỹ ngày hôm nay, nhưng hình như cũng đã đồng ý. Thì tất nhiên là họ sẽ mở lại thỏa thuận. Ukraine chưa có sáp nhập được, nhưng mà vấn đề thỏa thuận, có thỏa thuận là có cơ hội. Cũng giống như con gái vậy đó, đi cô gái cũng giống nhau vậy đó. Bây giờ con gái cái miệng, em không thích anh đâu, em không thích anh đâu, nhưng mà ngủ đi chơi, nó vẫn đi chơi là mình có cơ hội thôi. Đúng không? Miệng thì em không chịu đâu. Đó, mà cứ rủ đi chơi, mà cứ đi chơi là chịu, là cứ có cơ hội. Đó. Hiện bây giờ thì vẫn mở ra lại những cái vấn đề bỏ phiếu cho Ukraine, đàm phán vấn đề tương lai của Ukraine sáp nhập vào Liên minh châu Âu là một cái cơ hội rồi. Là một cái cơ hội. Sáp nhập được hay không là một chuyện khác. Nhưng bây giờ là có cơ hội. Đó. Đó là bản tin vui dành đặc biệt cho cô chú anh chị em nào hiểu được vấn đề ủng hộ Ukraine, mà cũng là một bài học cho các anh nào đang ở trong cái giai đoạn cặp kè, cô gái mà đang bị gặp những sự khó khăn và trắc trở, nhưng mà thấy cô gái đó vẫn đi chơi cùng với chúng ta là ngon lành canh đao. Nhớ chữ Nguyên chở dĩ chỉ cho những chỗ đi chơi ở tại Việt Nam. Gặp phim nằm, gặp dưới phim nằm, đi đường xa là xe bus nằm, cứ mướn một cái phòng xe bus nằm, hai đứa tâm tình chạy đến chỗ và chạy về cũng không sao hết. Đó. Thì chúng ta có cơ hội, người ta mở cửa là chúng ta có cơ hội. Đó, cứ mở cửa là mình lén vào thôi. Cứ mở cửa là mình lén vào. Đó, vậy thôi. Và bây giờ chúng ta tiếp tục những tin vui để cho các quý vị thấy rõ là tin nó càng ngày nó càng vui. Và có những tin vui mà chúng ta thấy được cái khẳng định lập trường, cái sự ủng hộ và yểm trợ cho Ukraine, nó không buông bỏ. Nó vẫn tiếp tục. Các quý vị cũng biết là ở tại G7, G7 hay người ta kêu là G7, mình khoái nghe chữ G7 hơn. G nghe nó phê, nghe chữ G nó phê hơn chữ G. Có nhiều người phát âm là chữ G7, mình thấy G7, còn nghe G7 nó đã. G tới 7 lần.
Đó. Thì G7 trong cái buổi họp vừa qua, ngoài cái vấn đề nói chuyện về Do Thái, Hamas mà Nguyên đã chia sẻ với các quý vị, thì họ vẫn giữ nguyên cái tình trạng yểm trợ cho Ukraine. Và qua lời phát biểu của ông Thủ tướng của Nhật Bản, và ông ta đã khẳng định là chúng tôi, vấn đề của Ukraine vẫn là cái vấn đề tâm điểm mà quan trọng hàng đầu của chúng tôi. G7 vẫn G Ukraine như ngày nào, đó, vẫn không buông bỏ. Chúng tôi vẫn cuốn Việt Nam mình cái gì mà thích là bây giờ cái phong trào mới các bạn. Giống như cha mẹ, cái tuổi cha mẹ của Nguyên đó là cái tuổi 70 mấy tuổi rồi đó, 60 mấy 70 tuổi rồi đó, đâu có biết từ ngữ Việt Nam bây giờ mấy tuổi trẻ Việt Nam đâu. Việt Nam bây giờ từ ngữ nó phong phú lắm. Nó thực tế là Nguyên không biết, nhờ đọc báo đó. Nhờ đọc báo mấy bác đó. Phải nhờ mấy bác. Ồ mà cuốn là thích đó. Nó mà nó hại não lắm, nhưng mà từ từ mình cũng nó cũng bị nhiễm các bạn. Là kêu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đọc báo cộng sản giết nó cũng lai dữ lắm, nó bị lây dữ lắm, cuốn dữ lắm luôn. Nên là G7 vẫn cuốn như ngày nào, vẫn cuốn Ukraine như ngày luôn. Vẫn cuốn là thích đó, vẫn thích, vẫn ủng hộ, vẫn yểm trợ. Và đã khẳng định lập trường Ukraine vẫn là cái quan trọng nhất. Anh vẫn là người tôi yêu nhất đó. Dù là vấn đề mà của Hamas, của Do Thái, đó là cái vấn đề. Nhưng mà G7 vẫn thích Ukraine hơn, ví dụ là như vậy. Nên là cái vấn đề đó thì cái ông, vấn đề mà G7 phát biểu của ngày hôm nay thì Tổng thống Zelensky đã ca ngợi cái sự quyết định của G7, cảm ơn cái sự yểm trợ của G7. Anh cứ G tôi đi, tôi sẵn sàng để cho anh G. Anh muốn G bao nhiêu cũng được, không từ chối. Welcome. Đó, nên là ủng hộ hết mình. Đó, và các quý vị cũng biết là cái chuyện gì không? Cái chuyện rằng là cũng cảm ơn lời phát biểu rất là xuất sắc của ông Thủ tướng của Nhật Bản. Đó, đó là bản tin liên quan đến vấn đề của G7, đã giữ nguyên cái tình trạng là yểm trợ cho Ukraine và cam kết là sẽ hỗ trợ Ukraine rất là nhiều trong những ngày kế tiếp. Và dù có khó khăn tới đâu vẫn như vậy. Đó là bản tin dành cho các cô chú anh chị em, các bạn nào yêu mến Ukraine biết là không buông bỏ. Ngoài ra một bản tin vui cho Ukraine nữa, chúng ta bên này có vài bản tin vui thì các quý vị tiếp tục nhận những tin vui. Thì mình là fan cuồng mà, fan cứng mà của Ukraine, Nguyên rất là fan. Thì cái điều đó là bữa nay phía bên chính phủ của Pháp đã công bố cho chúng ta biết cái gói trợ cấp bổ sung cho thêm Ukraine, cái số tiền cho thêm Ukraine 200 triệu euro. Đây là số tiền cho thêm Ukraine. Thì đây là một cái bản tin vui nho nhỏ để cho Nguyên nói là người ta không buông bỏ. Và không phải chỉ riêng biệt về đất nước Pháp, G7 cũng sẽ cho. Trời, có G là phải có cho thôi. Các anh phải nhớ là cái anh đã G rồi, cái anh không cho là cái anh chết nha. Nên đã G rồi phải cho nha. Phải nhớ điều đó. Nếu cái anh không G thì không sao hết. Các anh đã không G thì các anh không sao. Nếu mà các anh đã G thì các anh phải cho. Nên là G7, G tới 7 lần nó phải cho nhiều chút xíu. Nên là mấy bác G7 sẽ gửi một cái gói trợ cấp về quân sự rất là nhiều cho Ukraine trong những ngày kế tiếp. Đặc biệt là để yểm trợ cho Ukraine về vấn đề mùa đông để bảo vệ hạ tầng. Thì ngày hôm nay Tổng thống Zelensky đã có lời phát biểu để trấn an người dân Ukraine rằng ông ta nhắc lại là năm ngoái hàng triệu người dân Ukraine đã bị bom đạn của Nga mà không có điện, không có nước. Và năm nay ông ta không muốn cái bi kịch đó nó tái diễn. Nên là nỗ lực của Ukraine với đồng minh, đặc biệt là sự yểm trợ của Mỹ và của Liên minh châu Âu và G7 đó. Và tôi đã thấy rõ được là cái gói trợ cấp bảo vệ lực lượng là hỏa tiễn phòng thủ, hệ thống NASAM, hệ thống Patriot và nhiều hệ thống khác Eric đã đến đất nước, và chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ để cho cái kịch bản tồi tệ của năm ngoái nó không lặp lại trong năm nay. Đây là lời nói trấn an của phía bên chính phủ Ukraine dành cho người dân mà đang lo lắng mùa đông năm nay có cúp điện hay không, mùa đông năm nay có nước hay không, vì sợ là Nga tấn công rồi mình không có điện, không có nước các quý vị.
không có nước, không có nước. Nên là đây là lời an ủi, trấn an. Và Nguyên nghĩ là năm nay nó sẽ tốt hơn năm ngoái một chút. À, chắc như vậy. Nguyên thấy đó là Nguyên đang chia sẻ thời sự thông tin dưới những bản tin đang hot nhất ở thị trường. Tình hình chiến sự đang rất là gay gắt, mà không biết tại sao các quý vị cười, Nguyên cũng không hiểu nổi. Nguyên không hiểu, Nguyên đang chia sẻ với một cách nghiêm túc, rất là nghiêm túc các quý vị mà. Sự nghiêm túc nó rất là cao trào. Và đặc biệt là tình hình cuộc chiến đã có sự thay đổi lớn giữa Ukraine và Nga. Và chúng ta thấy rõ được là trong cái bối cảnh và tình hình ngày hôm nay đã bước qua một cái giai đoạn mới. Mùa đông năm nay sẽ không giống như mùa đông năm ngoái. Đó, mùa đông năm nay sẽ không giống như mùa đông năm ngoái các quý vị. Đó, nó sẽ là một cái cuộc mùa đông năm nay nó lạnh lắm, nó sẽ có gấu ôm thôi. Nó sẽ có gấu ôm thôi. Chứ năm ngoái là nó lạnh teo luôn. Teo tình tinh, không điện, không nước. Mùa đông năm nay nó sẽ có gấu ôm. Đó. Nên là mùa đông năm nay nó sẽ khác hơn nhiều so với mùa đông năm ngoái. Và tất nhiên là chúng ta vẫn tiếp tục ủng hộ, yểm trợ và theo dõi Ukraine qua những ngày kế tiếp. Và để chúng ta theo dõi cái biến cố gì nó sẽ xảy ra. Ukraine có thể đem lại những thắng lợi vào mùa đông hay không? Với những chiến lược mới của Ukraine qua xong rồi, thêm cái yểm trợ của máy bay 61 đến nữa, thì tình hình cuộc chiến nó sẽ như thế nào? Nga có thất bại trên chiến trường hay không? Đó. Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Tổng thống Ukraine Zelensky hủy chuyến thăm Israel vào phút chót. Phái đoàn hộ tống Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bị tấn công tại bờ Tây. Máy bay chiến đấu Israel xuất kích, tập kích lãnh thổ Liban. Ukraine nói về lối thoát kịch bản ngày tận thế trong cuộc chiến với Nga. Máy bay F-16 đầu tiên của Hà Lan đã có mặt ở Romania để huấn luyện phi công Ukraine. Lính Nga báo tin xấu cho Điện Kremlin. Phòng tuyến đang sụp đổ, chúng ta sẽ mất toàn bộ bờ trái Kherson. Hamas tấn công chính xác, loại bỏ hàng loạt sĩ quan cấp cao đang nhóm họp ở Donetsk. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thiên Huyến mới chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Tổng thống Ukraine Zelensky hủy chuyến thăm Israel vào phút chót. Quý vị thân mến, theo trang tin Times of Israel, Tổng thống Ukraine Zelensky đã dự kiến sẽ đặt chân tới Tel Aviv vào thứ Ba ngày 7 tháng 11, nhưng đã thay đổi ý định vì chuyến thăm này bị rò rỉ ra truyền thông. Times of Israel dẫn các nguồn tin ngoại giao Israel cho biết chuyến thăm Israel của ông Zelensky vẫn được dự trù, nhưng chưa có ngày giờ xác định vào giai đoạn này. Trước đó, kênh 12 của Israel đã nghe phong phanh về các kế hoạch của ông Zelensky và đã đưa tin về chuyến thăm Israel của ông vào thứ Sáu ngày 3 tháng 11. Hãng tin này lưu ý rằng các kế hoạch của Tổng thống Ukraine đã ở giai đoạn cuối cùng và chuyến công du có thể diễn ra trong vài ngày tới. Nhà ngoại giao Ukraine giấu tên nói với Time of Israel ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 11 rằng ông Zelensky đã rất thất vọng vì tin tức ông tới thăm Israel bị rò rỉ, bởi vì ông muốn chuyến công du đó chỉ được công bố sau khi ông đã đặt chân tới Israel. Một quan chức Israel tuyên bố ngày Chủ nhật ngày 5 tháng 11 rằng nếu ông Zelensky đến, ông ấy sẽ được chào đón một cách nồng nhiệt. Tổng thống Zelensky đã đang phải vật lộn tìm cách giữ được sự quan tâm của phương Tây kể từ ngày 7 tháng 10, thời điểm nhóm Hamas bất ngờ tấn công vào lãnh thổ Israel, giết hại khoảng 1.400 người và bắt cóc hơn 200 con tin. Trong chuyến thăm trụ sở NATO thời gian ngắn sau khi chiến sự Israel-Hamas bùng nổ trở lại, ông Zelensky đã nói với báo giới rằng sẽ có hậu quả nếu sự tập trung của quốc tế chuyển dịch khỏi Ukraine. Hồi giữa tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ngăn cản chuyến thăm của ông Zelensky tới Tel Aviv sau khi thông tin này bị rò rỉ ra truyền thông. Ông Netanyahu thời điểm đó được cho là đã nói với ông Zelensky rằng thời gian không phù hợp. Tuy nhiên sau đó dường như Israel đã thay đổi lập trường. Theo kênh 12, chuyến thăm của ông Zelensky có mục đích thể hiện mặt trận đoàn kết giữa Israel, Ukraine, châu Âu và Mỹ chống lại phe trục Nga-Iran, và việc có cơ hội chụp ảnh với Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog sẽ gửi thông điệp của thế giới tỉnh thức về cuộc tấn công của Hamas cho thế giới chưa thức tỉnh về cuộc tấn công đó. Phái đoàn hộ tống Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bị tấn công lại bờ Tây. Phái đoàn hộ tống Tổng thống Palestine
Mahmoud Abbas vào thứ Ba ngày 7 tháng 11 đã bị tấn công tại bờ Tây. Một trong các cận vệ của ông Abbas đã bị thiệt mạng. Nhóm chiến binh cực đoan có tên Những đứa con của Abu Janel đã tuyên bố nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Những nỗ lực ám sát nhắm vào Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas diễn ra trong bối cảnh chiến sự Israel-Hamas vẫn tiếp diễn tại Gaza, đã đang gây ra sự hoảng loạn trong khu vực. Nhóm chiến binh, những đứa con của Abu Janel bị cáo buộc được tổ chức bên trong thể chế an ninh của người Palestine tại bờ Tây, đã gửi tối hậu thư cho ông Abbas yêu cầu Tổng thống Palestine phải hành động chống lại Israel trong vòng 24 giờ. Khi thời gian đưa ra đã kết thúc, phái đoàn hộ tống ông Abbas đã bị tấn công ngày 7 tháng 11. Một trong những cận vệ của ông Abbas đã bị bắn chết trong cuộc đụng độ. Nhóm chiến binh những đứa con của Abu Janel đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công này. Nhóm chiến binh những đứa con của Abu Janel đã yêu cầu ông Abbas phải loan báo hoàn toàn phản đối Israel chiếm đóng bờ Tây và đưa ra lập trường rõ ràng về tình hình Israel không kích dãy Gaza. Đáng chú ý, ông Abbas là chủ tịch của Tổ chức Giải phóng Palestine, lực lượng kiểm soát bờ Tây, nhưng đã bị Hamas tước quyền lực tại Gaza vào năm 2007 sau một cuộc bầu cử một năm trước đó. Ông Abbas đã có cuộc gặp bất ngờ với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại bờ Tây vào Chủ nhật ngày 5 tháng 11. Trong cuộc gặp với ông Blinken, ông Abbas đã yêu cầu Israel phải dừng các cuộc tấn công vào Gaza. Ông Blinken đã bất ngờ tới thành phố Ramallah, khu bờ Tây mà không báo trước. An ninh tại bờ Tây đã được thắt chặt khi Ngoại trưởng Mỹ tới đây. Tuy nhiên, vẫn có hàng chục người Palestine xuống đường biểu tình, dương cao các biển hiệu thể hiện máu tươi đang chảy và các thông điệp gay gắt. Trong đó có hiệu ngữ ghi, Blinken phải chịu trách nhiệm về cái chết của hắn ta. Máy bay chiến đấu Israel xuất kích, tập kích lãnh thổ Liban. Quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đã pháo kích lẫn nhau giữa lúc chiến sự leo thang ở Trung Đông. Lực lượng phòng vệ Israel IDF vào ngày 8 tháng 11 tuyên bố các máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ Israel đã thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào nhiều địa điểm của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban. Các mục tiêu tấn công của lực lượng phòng vệ Israel bao gồm một nhà kho, các vị trí nghi là nơi phóng rocket của Hezbollah, cũng như cơ sở hạ tầng và phương tiện công nghệ của lực lượng ở Liban. Quân đội Israel cho biết cuộc tập kích được cho là nhằm đáp trả vụ phóng rocket từ lãnh thổ Liban vào Israel, đồng thời công bố một đoạn video về các cuộc tấn công trả đũa của lực lượng phòng vệ Israel. Lực lượng Hezbollah xác nhận phóng 20 rocket vào trận địa pháo của Israel để đáp trả cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Israel. Truyền thông Liban liên kết với Hezbollah đưa tin vụ phóng rocket đã gây ra đám cháy ở một số địa điểm tại cao nguyên Golan gần biên giới. Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo nhóm Hezbollah sẽ phạm phải sai lầm lớn nhất nếu mở ra một mặt trận chiến sự mới. Ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không chấp nhận lực lượng Hezbollah hoặc Hamas ở Liban làm tổn hại đến cộng đồng và công dân Israel. Nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh, chúng tôi sẽ đáp trả bằng hỏa lực mạnh mẽ trước bất kỳ cuộc tấn công nào của họ nhằm vào chúng tôi. Ukraine nói về lối thoát kịch bản ngày tận thế trong cuộc chiến với Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng, chính phủ Ukraine hy vọng sẽ thiết lập quan hệ đối tác với các nước EU để có thể tiếp tục chiến đấu, bất kể kết quả của cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 như thế nào. Ông Kuleba nói với tờ Darwell của Đức rằng, về những gì có thể xảy ra vào năm 2024, chúng tôi sẽ phải chờ xem. Nhưng chúng tôi đang chuẩn bị vì chúng tôi không thể chỉ phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ. Nhờ có những người bạn của chúng tôi ở châu Âu và các nước khác, tôi nghĩ chúng tôi không sợ viễn cảnh ngày tận thế. Kuleba lưu ý rằng, đề xuất của ông về việc cùng sản xuất vũ khí và đạn dược đã được các ngoại trưởng đón nhận tích cực tại một hội nghị mở rộng EU gần đây ở Berlin. Ông nói rằng, đó là lý do tại sao chúng tôi hiện đầu tư số tiền khổng lồ vào việc sản xuất tất cả các loại vũ khí, tăng khối lượng sản xuất và quân sự hóa nền kinh tế của mình. Ông Kuleba đặt câu hỏi, nếu phương Tây không thể thắng cuộc chiến này thì họ có thể thắng cuộc chiến nào? Mỹ đã cung cấp phần lớn viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev trong 2 năm qua. Ngũ giác đài ước tính giá trị của số thiết bị và đạn dược gửi tới Ukraine là hơn 44 tỷ USD kể từ khi chiến sự với Nga leo thang vào tháng 2 năm 2022.